Em này, trong máy tính tôi còn rất nhiều video này. Video quay trộn mồi nhưng mà tôi chưa úp được này. Đây này. 7 cái này, 7, 8, 9, 10, 11 video. À, 7, 10, 10 video, video này không phải. 10 video này. Tôi chưa úp được nhưng có thời gian hôm kia. Hôm 27 đi câu. Hôm 27 tôi đi câu móm dài răng này. Đây cái video này tôi úp video đấy trước, xong rồi những cái video kia toàn trộn mồi của thằng cu em thôi, nên là tôi không ra hồ. Mỗi cái video ra hồ móm đấy thôi, gần những cái kia toàn là trộn mồi hết. Hôm trước hôm 27 thì đen này đi câu thì không được cá, giật toàn xịt. Hôm qua thì lại mất cái ví, rơi cái ví mất 13 triệu ở trong đấy. May giấy tờ các thứ thì tôi lại không bỏ trong ví, đen quá. Đây, giờ tôi làm cái clip này tí nữa tôi úp cho anh em. Clip hôm 27 tôi đi câu móm này, hồ câu 6 ông ngồi. Mỗi của em được con cá chim thôi. Còn lại móm. Ừ, Ok. chào anh em, hôm nay tôi trộn mồi của tôi chứ không phải tôi không trộn cho cô em nữa. Trộn cho cô em mấy ổ rồi. Nhưng mà nó đi câu rồi đó. Có hôm tôi ra được hồ, có hôm tôi không ra được. Loanh quanh là cuối cùng là video ở trên trong máy tính vẫn còn mấy cái video nhưng mà tôi chưa úp được. Mấy hôm nay đang bận bận. Hôm nay hửng nắng đẹp quá, máu đi đánh một mình nó sơi gần hết rồi này. Tôi mới được có 2 ổ đây. Hôm nay tôi trộn để tôi đi. Mấy anh em hỏi tôi là thấy sao mà trộn xong bị nổi này, em cho nhiều sốt quá này. Cho nhiều sốt quá thì thính nó sẽ bị nổi. Thank you.
2 cân câu 3 lần hết. Hơi nhão, cho nốt tí cám gạo. À, cho nó đỡ nhão. Thính quá to luôn. Xong. Sáu bảy cân. Mà anh em
Cái mẻ của tôi sắp hết rồi này. Đây tôi vừa làm nồi cháo này. Nồi cái đít nó hơi bị cháy một tí nhưng mà không sao. Đấy, tôi đang chờ cho nó nguội. Cháo đặc. Chờ cho nó nguội để cho vào hũ mẻ. Biết vừa xong làm gì mà đứt mất bố tay. Đấy. Xong cháo này. Chỗ này phải đi câu được 2 buổi. Rồi, ok. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở những clip sau. Bài mồi này nó quá quen thuộc rồi. Nên là tôi không nói nhiều. Anh em nào nếu mà còn thắc mắc thì có thể xem những cái clip trước. Đây, cu em lên cá rồi. Chui hay gì đây? To hay nhỏ? Chép chim chim. Sáu cần câu. Ngoài này 3 cần, tôi 1 cần là 4, thằng em 1 cần nữa là 5, ở bên đây 1 cần nữa là 6 cần. 6 cần mà tôi ngồi 1 tiếng rưỡi rồi. Bành phao 2 phát nhưng mà giật không được cái gì. Tình trạng này 1 tiếng rưỡi nhưng mà chưa lên cá, tình trạng là hôm nay móm rồi. Mời anh em sắp tối đến nơi rồi. Trời sầm sì tối rồi nhưng mà 6 cần mỗi thằng cô em được một con cá chim thôi, còn không ông nào được một con gì. Tôi cũng giật được mấy cái nhưng mà không ăn thua. Chắc tình trạng mà mấy tiếng đồng hồ rồi mà như này thì tôi nghĩ là hôm nay chắc chắn là móm rồi. Móm thì chả có gì để mà quay cả. Tôi mấy cái thằng cu em còn được giật mấy cái cơ, còn mấy ông bên kia còn không ông nào được giật cái gì cơ. Thôi, tôi nghĩ chắc chắn hôm nay móm rồi. Nên không có gì để bàn.